Tại huyện Đông Anh, Hà Nội, quê nhà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, dòng người dài khoảng 3 đến 4 km tiếp nối nhau liên tục đi bộ về nhà văn hóa Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh để viếng Tổng bí thư. Càng về chiều dòng người đổ về khu vực nhà tang lễ ngày một đông. Ban tổ chức đã lập các hàng rào mềm từ xa để hướng dẫn, phân luồng giao thông từ trụ sở xã Đông Hội vào đến nhà văn hóa làng Lại Đà đồng thời bố trí xe điện đưa người dân từ trụ sở xã Đông Hội vào cổng làng Lại Đà để đăng ký vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Phạm Văn Sĩ, 79 tuổi, cựu chiến binh quê Hà Nam, dù mất một chân nhưng vẫn quyết tâm chống nặng tới viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Sĩ không giấu được cảm xúc tiếc thương người Cộng sản kiên trung. Ông Sĩ cho biết, thường xuyên theo dõi hoạt động Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua báo đài. Ông vô cùng ngưỡng mộ tài năng cũng như phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp, chọn đời làm việc vì nước, vì dân của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù đi lại khó khăn, nhưng ông sĩ quyết tâm cùng gia đình tới tiễn biệt Tổng bí thư để bày tỏ niềm tiếc thương đối với ông. Khi nghe tin Tổng bí thư mất, tôi đau xót vô cùng, không thiết ăn uống, chỉ đợi đến hôm nay về quê nhà viếng ông. Tôi bồi hồi từ sáng, chăn chọc không ngủ được, chỉ muốn nhanh đến tiễn biệt Tổng bí thư đoạn đường cuối ông sĩ nói. Đưa theo di ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Nguyễn Thị Phương Lan, quận Hà Đông, Hà Nội cùng con trai tới làng lại đà viếng Tổng bí thư. Chi muốn đưa con trai đi cùng với mong muốn con sau này sẽ cố gắng học tập rèn luyện, phấn đấu theo ương Tổng Bí Thư, nhà lãnh đạo lỗi lạc, chọn đời vì nước, vì dân. Dọc hai bên đường từ trụ sở xã Đông Hội về làng Lại Đà, người dân đều treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Trong không khí trầm mặc, dòng người cứ thế nối đuôi nhau đứng chờ. Ai nấy cũng đều bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của người lãnh đạo tận trung với đảng, tận hiếu với dân. Người dân từ mọi miền đất nước về tiễn biệt Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Thanh Nhàn vượt gần 2.000 km từ Hậu Giang ra Hà Nội để vào viếng Tổng Bí Thư. Ông rơi nước mắt cho biết muốn ra tận nơi để bày tỏ lòng biết ơn đến nhà lãnh đạo lỗi lạc, chọn đời vì nước, vì dân. Dòng người đội nắng xếp hàng chờ viếng ngày một dài hơn nên lực lượng chức năng, công an, y tế, đoàn thanh niên tại huyện luôn nhiệt tình, hỗ trợ cho công tác chuẩn bị cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân đến viếng. Được cháu dâu đẩy xe lăn tới viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, bà Lộc, 90 tuổi mẹ Việt Nam anh hùng của hai liệt sĩ, nói bà con trong thôn ai cũng mang nỗi buồn, nhiều người già cả như bà đêm qua cũng mất ngủ, chờ tới sáng để đến lễ viếng. Theo lời con cháu, bà Lộc là người gần gũi với gia đình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là con gái đầu của trưởng họ nên bà được giao trọng trách cùng đoàn bà con lối xóm vào viếng đầu tiên. Trong đoàn vào viếng, bà Nguyễn Thị Dung, 78 tuổi, xóm 4, thôn Lại Đà, cũng nói khoảng 4 giờ sáng bà đã thao thức, dậy sớm chuẩn bị quần áo, cùng con cháu đến viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà văn hóa thôn. Từ ngày anh Trọng mất, tôi hầu như không ngủ được vì anh em trong nội tộc ai cũng quý mến anh, bà Dung bày tỏ. Có mặt từ 6 giờ sáng, ông Nguyễn Đăng Vĩ, thương binh 1 trên 4, cùng hơn 20 thương binh hạng nặng trên 81% của huyện Đông Anh đã có mặt tại thôn Lại Đà để chờ viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Nghe tin Tổng Bí Thư qua đời, tôi nghẹn ngào, xúc động chào dâng cũng như xót so xa khi đất nước mất đi một vị tướng xuất sắc. Hôm nay tôi dậy từ 3 giờ sáng vì không ngủ được, dù đi lại khó khăn nhưng trên dưới một lòng quyết tâm đến đây để viếng Tổng Bí thư. Là người chiến sĩ từng tham gia chiến đấu ở biên giới phía Bắc, chúng tôi sẽ nén đau thương, tiếp tục phấn đấu, xứng danh lời dạy của Bác Hồ thương binh tàn nhưng không phế, ông vĩ chia sẻ. Đến từ Hưng Yên, ông Đỗ Văn Chi, 53 tuổi, xuất phát từ 2 giờ 40 phút và có mặt tại xã Đông Hội lúc chưa tới 4 giờ. Thấy chưa có người dân nào tới ông tìm tới Ủy ban Nhân dân xã Đông Hội bày tỏ nguyện vọng được sắp xếp cho ghép đoàn vào viếng. Với tôi, bác Tổng Bí Thư là một người rất yêu thương nhân dân. Tôi tiếc thương bác, dù không khóc trước mặt mọi người nhưng trong lòng tôi rất buồn. Từ 4 ngày trước tôi đã chuẩn bị cho mình một chiếc áo đen mới để mong đến ngày được vào viếng bác. Nếu hôm nay không được, tôi sẽ đợi đến ngày mai, ông Chi tâm sự. Mắt vẫn còn ướt sau khi cúi mình tưởng niệm trước di ảnh của Tổng Bí Thư, ông Phạm Xuân Thành, thôn 4, xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, chia sẻ, sợ con cái ngăn cản vì sức khỏe yếu, ông đã phải trốn gia đình để tìm về xã Đông Hội từ 16 giờ hôm qua 24 tháng 7. Ông được chính quyền sắp xếp lịch viếng cùng hội cựu chiến binh của xã. Người dân làng lại đà cũng mời ông đến nhà họ ăn ngủ, khiến ông càng thêm xúc động. Tôi rất kính trọng bác trọng, một người vì nước vì dân. Vì thế tôi đã tìm về đây để mong được vào viếng bác. Đứng trước di ảnh của người, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi, tôi không kìm được cảm xúc. Ông Thành nói. Khoảng 5 giờ, người dân làng lại đà trong trang phục tối màu cùng nhau hướng về khu vực nhà văn hóa của làng, nơi tổ chức lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng. Nhiều người cho biết, họ thức dậy từ 4 giờ để chuẩn bị, mong tới lúc được vào tháp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư. Chưa tới 6 giờ, người dân đã xếp hàng dài chờ vào khu vực lễ viếng. Đúng 6 giờ 15 phút, người nhà của Tổng Bí thư bắt đầu vào tháp hương. Trong dòng người ở xa chờ vào viếng, ông Nguyễn Văn Hào 75 tuổi, dưng dưng nước mắt. Cùng người thân đi xem máy từ Sóc Sơn đến Đông Anh từ sáng sớm, ông Hào nói đêm qua, ông không ngủ được, luôn lòng nghĩ đến công lao to lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dẫn lời của Tổng bí thư rằng cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và cũng không thể đứng ngoài được, ông Hào bày tỏ mong muốn công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực, Chống giặc nội xâm sẽ được nối tiếp. Nói về tình cảm và sự đón tiếp của bà con quê hương Tổng Bí thư, ông Hào bày tỏ sự trân trọng. Ông chia sẻ với người dân quê hương Đông Hội về việc từ nay sẽ vắng bóng người con ưu tú. Tuy nhiên, hình ảnh về một Tổng Bí thư mang phong cách giản dị, gần gũi, khiêm tốn, chân thành và mẫu mực sẽ luôn sống mãi với người dân Đông Hội nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Sự thân tình, gần gũi và giản dị của người đứng đầu đất nước khiến người dân làng lại đà cảm thấy không còn khoảng cách mà như được đón một người con của làng, sinh sống, làm việc ở xa trở về thăm quê. Thượng tá Lại Đức Mạnh, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Anh, cho biết hiện có hơn 500 đoàn với hơn 14.000 lượt người đăng ký viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Anh cùng lực lượng công an đã lên kịch bản điều hành nhịp nhàng để các đoàn vào trật tự, trang nghiêm và bảo đảm tất cả người dân đều được vào viếng Tổng bí thư. Theo Thượng tá Mạnh, Người dân về làng lại Đà viếng Tổng Bí thư có thể tập trung trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đông Hội và địa điểm trên đường Trường Sa. Tại các điểm này, Ban tổ chức có xe điện đưa đón các đoàn vào cổng thôn lại Đà để đăng ký viếng. Sau đó, các đoàn xếp hàng trên trục đường thôn vào nhà văn hóa thôn lại Đà, qua cổng an ninh đăng ký lần hai theo đoàn để ban tăng lễ giới thiệu rồi chính thức vào viếng.